Okay, chẳng sự sợi bọn ổn tọc nha, chẳng ngày nay dân bắt to nập nông xí xa thu bởi dân dân nâng dây tẹo tông chùm bình nâng chùm nói xâm khăn môi chùm nuốn rằm bỏ OOP đài tì mũi dân nâng dây MP Property and Encapsulation đài dân bàn thu lọc khơi như bia khlạc lạc được gọi prao vì khlạc lạc lò mà hai nha hai tì phí dân nâng dây MP Inheritance nè, ở bài tới chìa Inheritance hay tí bài dương dân dân polymorphism. Ok, chấp đoàn đồng bốn dương dân dân property and encapsulation. Nè, chạy thông với property and encapsulation cũng nâng bằng hai từ lưu hạt đáy bằng chỉ dương thời ca bằng cả property, hạt đáy bằng dương thời ca miền encapsulation. Nè, đây là khu trọng ban bằng hai là khu trọng session bằng hai con ô trọng session môn môn hỏi tha chỉ tôi tới ở trên đường đây đại dương có tầm lai đại dương phương ca phá phá được nông ca xe program vì miền hiệp trăm bài có sống khăn được nông ở bình viết mùi trong việc thở ca nơi ca lẹ được có ca ca phi cho bảo lọt mùi nè chẳng rồi phía được có vài bộ đại dương phương ca phá cắt dương tay tại ca phía viết đào dương đang đạt được khi vật mua chuột hạ private nè hay chúng tôi tới nơi đây để dùng access tài khoản phía được có property đó on sau đó phía được có variable đó nên cứ dùng access việt nam giả cả để dùng cả được property đào xa tại nơi non property dùng ai prapra nơi method được chia get nên là bởi chấp dọc data vì phía được có vì property vì variable hay nơi method set để dùng prapra bởi thuộc cả right được có bỏ nơi data được gọi là lại tại ở phía được gọi là variable bao nhiêu nhé và chấn nó không variable được gọi ở phía này mỗi mỗi cứ dùng thử đặt keyword private vì mục nhé đảm bảo ca phía hay đảm bảo dùng ai thử ca nghe được gọi dùng ai bỏ tầm lại được gọi read your tầm lại vì phía được gọi property sau đó phía được gọi variable ở nó cứ dương thời ca và về hành động biệt tốt kết hành động biệt tốt set để chạy đoán được nó có lọ mắc cực lọ bàn bằng hạ như vậy nè đối chức nông cạn đấy cứ là cụ bàn bằng cạn nơi class mối chung thành employee hay bộ tổng tiết cụ bàn bằng cạn nơi field mối chung thành ném đại trị string hay cụ đặt keyword private mình nên thang dựa ở ai access viết tạm dựa object càng cực bán này nè chứ đồng bây ai access tạm dựa object càng cực bán cứ dương thời ca bằng cạn nơi property mùi đại dương ai đặt mùi viên đôi nâng chung mùi feel được gọi là bọn bây giờ nó thoát đài này còn thay dưới đạo xóa thông từ mấy cầm hỏi vì đột nhiệm bị nè hai tuần tiếp theo mình sẽ get làm bây return nơi feel là dương bàn dụng vị trí private này hay dựa vào mình sẽ set giải sẽ name smart được gọi dưới bên vị trí mũi tiết này cũng cho bạn có hai được nông session bây giờ có lỏ màu để tôn cho mỗi nâng cả và cả nâng property nè bạn các địa dương cầm mắt là cái bạn lấy hai vị trí encapsulation nè mình để thắt data hiding dương cả tiền nơi đầm lại đại dương thứ cả prapra nơi trong cả save program bỏ dương nè chỉ tôi tất cứ đầm lại nó cứ mẹ giờ ai đã sang rồi có bỏ rồi có dương chọn chạm do vì field rồi có vì variable bỏ dương nè bạn hãy đi cứu ban lo ban phần nhiều chứ một một phòng đại hai có lọ ban phòng hai được nông session một phòng đại nhé và chứng là cái encapsulation cùng sản phẩm bảo vía cứ data hai đỉnh là giữa ảnh lẽ nơi data đối với những đặc thị vật private mấy năng nhé và vì increase flexibility mình thay giữa ảnh bot bài data nâng giữa ảnh thay dương trong ai dương trong read nơi data thì field bùi nâng dương ảnh phở method get từ nè dương ai tha dương chọn thưa ca ai bỏ tầm lại ta ao phía được có prop variable mới nâng cư dương phở mê sốt set ấy chẳng từ nè và reusability cho ai cho biết tập ra lòng vinh nè hay mục tiết cư đã to mới ca testing từ lương code bởi dưỡng viên nâng miễn tiếp phát xa chứng môn nè nếu có chuyện thả phải cho này ca thì dương pra nơi encapsulation nè và chúng đi phụ bản cho bạn chỉ cần là hai nè cái này dùng chỉ bị encapsulation field bởi dưỡng dưỡng ảnh ở việc read only mình thay dưỡng phở method get đồng bây tự chạp dọc đồng lại được nông field năng rồi có dưỡng cho ở việc write only dưỡng ảnh phở method set đồng bây dưỡng cho bọc tầm lại tự ở field rồi có tự ở variable mùi năng nè
bạn ấy đôi chia trong đấy cứ cụ ai permission get meta cụ chọn về read only meta dừng ai thôi cả read cho viết giờ tới thôi cả display được coi tới một hai như chợ đàm nữa cứ dừng ai cho việc chỉ private nữa dừng ai cần mặt một field nữa để chỉ ném như việc chỉ private hay cụ bạn assign initialize tầm lại rồi viết hai tuần cụ bạc cả nơi property mới đã khu hai method tầm mới đó cứ get đầm bay get job đầm lại pi name mà sao tôi đằng nè và dương anh ấy cứ khu quả là xem method đầm bay display nơi lưới message box của dương nè trên đầm bay để dương anh ấy nông cạn này đại dương trong write only nè write only mới thay dương phở method set nè chấn dương bạc cả nơi write ball rồi có fear là chia theo là chia string như thế ném sau anh túi hay toàn viết của bài bậc căn là property mỗi đại dự ai set nơi đồng lại ta ao field name mà sau anh túi nâng nè chứ dự ban được set để cho ai get một bên bài này dự cho ban tiền phí của dự thử cả pra nơi ở miền tây tiền phí tiền get tiền set nè và hai cái get cái set này dự ai cho seta được biết mình có bán được một cái seta được biết để cụ cho ban bậc hai cái lọ màu nè ok bạn chơi nick cứ chỉ ca để dương cầm nốt nơi feel rồi có dương cầm nốt nơi feel ở bên mình là nhà chỉ private là bởi ai access được thì khang khẻ ở máu ai set rồi có ai get nè set những mình thả ai write only set mình thả ai read only chỉ đạp ok chuẩn bị một top đại cụ năng bằng hai hay đại dương ở toàn bản lọc khởi cả máu từ phi chuẩn bị thì mỗi cụ năng là dùng phi inheritance thì phi cụ năng dùng phi polymorphism nè chứng với tới chữ inheritance nè với chữ component được gọi chữ này môi sầm khăn được năng OOP nè phía xa mỗi được gọi lên bị mỗi viên là này chữ OOP cứ viết chạm bay tới cả viên miền là inheritance viên miền là polymorphism vì mình đã cái encapsulation để cụ bạn thuộc các bậc hai nguồn năng có đôi chiếc cả lọ màu nè trước biết thay inheritance mà mắt mình đây thay chỉ cặp tê mà rõ đọc bởi dưới như vậy ở số snap cứ bị cặp tê mà rõ đọc vì mà chậm non thơm mà chậm non đôi chiều theo đặt nó trong cửa xa dưới mình là phục và đài chẳng còn tê mà rõ đọc mà ở côn trai và cột nè anh đang hay inheritance và ta inheritance là dưới những tin ấy cứ dường như bị cặp tê tê nơi feel rồi có method vì khắc mũi tất cả khắc mũi tiệt nè và chẳng cả tê nơi method vì khắc mũi tất cả khắc mũi tiệt nó cứ dường như thua cả bàn chạy vị trí pi khắc đại từ tua nơi từ tua nơi mở đỏ khắc đại từ tua nơi mở đỏ giữa hai thai chia derive class rồi có child class derive class đại chỉ nè tê mở đỏ ao ok nữa dựng hai người ta chỉ base class, nó chỉ base class, ok và hai chỉ tu tới bản thân chỉ dựng cho bằng cả nơi class mỗi đại inherit vì class mỗi tiết cứ dựng từ pra nơi sinh nhà chuột pì, nó dựng từ cái pra nơi sinh nhà chuột pì, ok và ok chân này cứ chia tiết ho tiết tông cho mỗi năng ca đền cụ bằng ca nơi base class mỗi hay derive class nè cụ bằng ca nơi derive class mỗi đời đã sinh nhà cho chụp bí nè và được cụ nơi bằng 2 nơi bằng visual studio được tiết ho này cứ kê bằng ca nơi class mỗi chúng ta về có dân dân nè đại miền brand đại miền method mỗi chúng luôn nè hay kê bằng ca nơi class mỗi chúng ta class đại chỉ derive class derive trên pi a b class bao nhiêu trên giờ xem mới chúng ta class nâng chuẩn pi hay về derive mới bị nào nè về từ tool bao nhiêu đoạn bị nào pi vehicle nè trên giờ tôi xem bạn đang mạo nè trên giờ hai người ta chỉ derive class trên class khác vì ai từ tool do nơi nè từ tool do nơi field hay nâng method được nó b class dùng một phần đập về để create object trên pi derive class mục khá nâng object nó ai mình thật là access tất cả tại field monite anh access tất cả field brand hay nâng method họ đại nè ok bạn đi cứ chỉ cả access nếu thì họ đi cả access ok bạn
tỏ chân là cụ năng phương ca bằng 2 chạy tôn cho bụi năng ca bằng ca nơi class 2 đại là mùi chỉ base class hay mùi chỉ derived class đại base class thương ca tê mơ rộng đọc tự ao derived class để chạm tổ tù nè ok tỏ chân vì số thịt chỗ cái cụ bàn bài hỏi ấy nè dương ai kể nơi project mấy mùi đại project mấy nơi cụ năng bằng ca nơi lơ console mà chúng cứ rơi cho console app .NET framework mà cứ chơi từ next, mà console app này cũng đã mua việt tha inheritance, là inheritance, hay cứ rơi titan, này cũng đã là titan, nông group bỏ chừng muối. Okay, sẽ lại cụ đỡ nâng máu cụ đặt thả inheritance cụ rename tên máu đã inheritance solution nè hãy bắt đầu tiếp cụ chơi lơ create ok dương miên nơi static void man đã chìa main program bỏ dưỡng hay dương miên việc thật được nông class mới chụp thật program ok chẳng là cụ năng thuộc cả bóng cao nơi class mùi tiết đã chỉ base class hay nâng chỉ derived class nâng class mùi nâng chứ của anh mau sẽ đám tên lưu chụp project bởi dưới hay rơi dọc việt thà add nè hay bọn tọa bọc tiết của rơi dọc việt thà class nâng dự create class được môn chân hay class này cũng đặt mùi việt thà people của cho bọc class people mùi nè ok của add mùi máu ok chân dưới từ tụi bàn là class mùi chụp thà people. Trong class people này, cụ nâng bằng cách viết chữ base class. Vì là chữ class đại trang tê mở rộng đọc. Tỏa này, chữ class đại trang tê mở rộng đọc. Ok, trong base class của này, cụ nâng bằng cách nâng field mùi chùm nguồn, cụ đồ chữ method. Đại field thì mùi cụ dọc viết chữ public. Chữ string. Hay field này, cụ đã cho mùi viết thà name. Né. Ok, bạn quay đặt nè mà sợ ấn tui của bạn đấy nè bạn của bên dưới bậc cao phẩm thí dạy đặt bởi xin dưới bậc cao phẩm thí dạy đặt ấn thông mà chẳng thấy chỉ còn chỉ cả sẵn qua thế này hai bậc tâm tiết của bậc cao nơi phía mùi tiết chuyện đẹp thám nó chuyện đẹp thám chúng mua tạm đi ô bi chẳng tới nè ok bạn và sẽ so tôi cho tới đi ô bì của bên điểm gặp đọc thí dạng sẽ so thông như thế này nó như bài chạy kia thì sản cả bài chạy kia. Ok hai của anh nâng bằng cả nơi phán sân mùi giờ việc chỉ public đại đã cho một thà age đâm bay rộp ảy dụng đâm bay rộp ảy dụng public in mình thật của cho việc return integer nè và hay age nó cứ smart đằng ấy, cụ đằng thưa ca chạm dọc chân năm phải chạm bón, dọc mặt đỏ chân năm cầm nào, cho nên phải chạm dọc chân năm phải chạm bón. Thôi mà đã function về return integer chứ thì tất cả về return keyword và return ấy chẳng tới. Này, cái này cứ cụ ở bậc cao phải bỏ trả này cụ kiện là nia nó không đang tạm vào đó, cứ cụ dọc cụ hai nơi class date time dot now, nè date time dot now, hai đằng chạm dọc chân nam nên cụ chạm vào tới chân nam phải chạm bòn đo oi a đo oi chân nam cầm nát chân nam cầm nát cứ dương chạm vào phía phía dob này chân dương sẽ mấy dob đo đấy kế dương chọn chạm vào tới chân nam màu ấy chân nam này và tập bất giờ ai bật cao phải bò muối chúng ta a cho chân tới hay giờ ai smart thấy bà return a thì này cụ chưa chọn sẽ trở những đạn một tọt chân có ba đây chân cụ miền này field hay nâng method nâng nâng base class nè chẳng people nâng cụ nâng node đã tha via chi base class nè chi base class hai bật tôm tiết cụ nâng bật class mùi tiết cụ nâng bật class mùi tiết chứ mùa tha employee nè và class employee và đại class employee ní cư
chia derived class đại viết từ tool một đọc rồi có inherit p ấy p class people class people này chẳng cụt xe nhà chơi p chẳng máu nè viết từ tool một đọc p class people chẳng cụ năng nô bị đặt ha chia derived class nè derived class ok bạn chẳng được không derived class này cứ employee về để dùng create object chẳng bị employee đẹp nè miền chung mua miền ngay khai trang cầm nào chẳng chung mua ngay khai trang cầm nào không employee ở trong bài bậc cao tê ở trong bài bậc cao field của vì meta class people nâng nâng inherit ở vì nâng tê mở đọc tê field nâng ở vì phong trang age ní màu chung mùi phong đài nè ok chẳng không employee ở vậy là trang bài đặt thở cá ui họ tha cú ai miền ID một chất chất ID chỉ integer đặt tha ID nè và hai bằng to một tiết nè cú trong bằng châu nơi chùm nguồn máu rồi bỏ bậc lập đẹp phương cá nè và chẳng hạn đi cứ chỉ field property nó chỉ field mùi chùm nguồn mặt thang tiết là miền trong class employee nè chẳng cú đặt public in hour chùm nguồn máu để bậc lập phương cá hãy cú bậc cá chỉ public mùi tiết về prạc cầm rãi trong mùi máu cú dọc phía chìa double nè, dọc phía chìa double cho máu prạc cầm rãi trong mùi máu hai cú cấm nót phần năng sẵn cú cấm nót phần năng sẵn ok, chẳng cú bài bằng cao nơi base class hay cú bằng cao nơi derived class nè, derived class cứ class employee cú ao vị tự tuôn một đọc phí people chẳng cú sẽ class employee cho phí people ok dưới bài bạc cao nơi class tăng phí dưới chung bằng cao class program nè, chung bằng cao class program lúc cú nâng bằng cao nơi cái hai tha class employee object employee mới chẳng cú sẽ mấy employee dot emp chẳng mà smart này new employee nè ok new employee ok và chẳng về để dựng cái object trên cái class employee object emp nó ai access tất cả này kì chẳng phụ của y dot mark nhé nếu không thông báo đáng mấy nếu employee vì miền đấy vì miền id hour wage vì miền name để đọc bởi và tại sao employee nó viết tool mở đọc bị people nè dựng y emp dot mark khởi vì miền ấy cái class tiết nè miền để đọc bởi miền tiền method mỗi chúng một thà age phòng đài này nè để đọc bớt ế chai miền nèm mà chúng một đài nè tập bất được nông employee nó vì miền tại ID hour wage nè chẳng hỏi anh đi chẳng hỏi người ta chỉ inheritance inheritance chẳng ID nó employee object mình cứ giờ ai sẽ đặt dot mà nó dựng trong vài bà chỗ ID chẳng chẳng sẽ ID mà đại sao bị chữ string id lịch mua đại sao integer nè chữ id lịch mà chữ giờ assign mà chữ xem mà employee dot name và chữ giờ ai khai name mà nè và name của anh đặt cho mua ở thì họ cho mua làm mà nè chữ tới nè và hai tóm chết emp dot dob và nếu dùng ai chạm vào date of birth mà cho mùi nè vụ date of birth cứ được không employee tập bất admin đi nè tại giờ ai dùng mà bán thì xa vì inherit the people này mà ở vì nè và trước date of birth cụ ai chậm lập ngày thì lập pi khai bay làm chật phẩm vua này chẳng tới thì ho nè hay để xa DOB nó cứ chỉ ngày khai như thật ca phở method thật ca hai class date time dot pass bay pass via mà nè và bay pass via vì string tới chỉ date time và trước dạy hai mà tiết chỉ muốn mong để bảo lực phương ca và cầm rãi không bảo mong thì sẽ đáng như xe mắt nè EMP EMP dot ik dot hour dot wage dot age đã nâng bởi chỗ một bảo tỏ thì đã lấy bạn của anh bởi chỗ chỉ muốn mong để bảo phương ca hour nè có phương ca đọc mong nè bạn hơi bạc cầm rãi không bảo mong EMP wage nè, và cầm đại cầm bảo máu bảo mãn, trăm trời cầm bùi đồ lai chẳng tới, nè, chẳng gì ai,
hai nơi property đó cho mà phải bạn nè. Ok, bây giờ hai hỏi dân ai thưa ca dự trong rộp dụ nè, dân ai của ai bật cháu dân trong bóng viên lưu console của xe của bài số CW thẹp thẹp bị đòn mà trên lưu console của trong bóng ai là của trong bóng ID nè, trên của xe mất EMP dot ID nè và hai short cho mỗi người ấy EMP dot name hai short mỗi người ấy EMP dot DOB DOB nó của ai convert tới chữ string thì máu của trong format về nè dọc tại ngày nè khai nè làm ở chữ đàm và hai của ai bộ ai tiền short với tiền là của chụp toàn bằng khổ cũng bị về anh phê hai nên chụp bốn mau để có thôi cả EMP dot hours nè bạn bố chụp mùi đằng ấy EMP dot way chỉ chân tới nè hai trong khỏi kế cứ dương miên method mùi chụp mùi thả age mày nè dot age nó bây giờ đó là dụ nè chân cụ hai nó method nó mập hở nè chân mệt về hai method mập hở nè vì từ hai được non class people đã chia base class này đòi vì do chnam phải chọn bán đó chnam cầm nào để bạn bên chỗ mà nâng hãy vì return mà win vì return mà win ok bạn sẽ cùng xếp phần năng máu hai của ai xa control app brand và start project bây giờ mới bạn thì bỏ hẳn chứng ai lịch mua cho mua support cả ngày đọc phí khải bây chất bầm buôn hay bảo đọc này cứ chúm nguồn mau được gọi thua ca bảo cầm rai không bầm mau hay dụ bỏ qua để chẳng tới nè ok và chứng này cứ gọi lại cụ ở bàn đạp slack thi đồng bây ở việc miền cầm điên chứng bốn ai còn đặt time slack thi đồng bây vì miền cầm điên tích mau nè ok chứng ở nâng dân hai việc thà chỉ inheritance dựa vào các nơi base class mới đại miền nơi field hay nơi method mà chuẩn luôn hay dựa vào các nơi derived class mới nè derived trên vì base class bao dương miền hà field có property là bao base class thì bạn inherit mà ao employee nè hay trên không employee ở tại ở trong bài thực hành miền này miền number miền a thì nè vậy thì việc thử miền và to chết như ai leave và to biển mà check object đại dương create trên vì employee này ai I access the can I mần trăm the ID our way chứ I access the can name the number and then age còn lại nè chẳng hạn nó như hai thứ inheritance là inheritance đó nè và ok chúng mình muốn tiết đại lực cụ trọng một hai cứ tiệm tôn chúng mình đang polymorphism nè polymorphism chẳng hạn với tới chia polymorphism ờ cụ lệnh dây đặt tông chúng mình đang seal keyword seal keyword này cứ dân chọn thưa ca việc là dân chọn ai khả năng inherit tới căn inherit ai class C nhé rồi có chọn ai class nào mới tự tuôn bỏ đọc bị class mới đang dân dân ai phở keyword mới chúng ta seal nè seal chứ dân khoản tài seal viên máu nè cụ cho tới căn class people và cụ vĩnh cụ đặt tha seal chắc bây giờ seal mà cứ class people bạn ai inherit tại class C bạn này bạn ai inherit tại class C bạn này nè chẳng khi vật seal mình tập bằng này trả lời cứ còn đấy cứ nó ở trong của ở trong đặt ở trong seal việc thế nè cứ trong class people nó ai inherit tại class employee bạn nè ok chẳng lại nó miền tệ tệ polymorphism vậy đấy chứ polymorphism cứ việc tạo tông của inheritance nè vì chạm tông chúng mình đang method đại prapra nó không về trường inherit từ base class từ căn derived class bao trường nè dự chọn giờ method nó từ phở không từ rộng xem xây kia anh nói như hai là chỉ polymorphism quay thì họ đôi nè đôi dự vật cá nơi base class mới chúng ta animal hai sầm lên là bò sát miền sầm lên không kia chứ animal cụ đặt vật cá nơi method mới ở bị bom message đặt thành animal make sound chỉ method mới. Hàm tâm này của bậc cao nơi derived class P, pig,
derived trên vì inherit từ tool mà đọc vì animal đang đái hay dog còn từ tool mà đọc vì animal đang phải đái ok và chứng cái thứ hai về nâng pig từ tool mà đọc vì animal nâng cứ method này trở bàn dô máu sơ xê lăng vinh dô mà sơ xê lăng vinh nè sơ bạp pig hay dog method animal sound nè trở bàn dô máu sơ xê lăng vinh được nè nè xê lăng vinh được nè nè và chứng mình này thà khá đại trăm từ tool mà đọc nâng về được còn từ tool nâng method nâng còn dô method nâng dô máu chân này dô mà chân này lăng vinh nè lẹ cái nạp bàn nâng dô chú thà polymorphism overriding method ku nang jay bo to tiet to me overriding method kon dai na okay ba to ai lou no knong utihor bo jeung mhaing class people ni ku chong create no method thmai muoy tiet ku chong bakat method thmai muoy tiet dael jeung nang thveu ka kananea te leu prak khae robos bokkalak prak khae robos people na chong ku yok vie chi public ku set tha mhaing public double net public double t total salary t salary chẳng tới ណា ហើយ salary នឹង គឺ គ្រូ ឲ្យ វា មាន parameter គ្រូ ចង់ ទី 1 គឺ ចាប់ យក ចំនួន ម៉ោង ណា ដែល បុគ្គលិក ធ្វើ ការ ដែល ដែល people ធ្វើ ការ ហើយ នឹង ប្រាក់ កម្រៃ ក្នុង 1 ម៉ោង គ្រូ យក ជា double តាង ដោយ w ណា w នឹង គឺ wage ហ្នឹង ឯង ណា bạn hay vi return mà nên chẳng cụ thể đặt return keyword mùi chẳng cụ cho vi return ấy kì cứ return salary nè salary total salary chẳng total salary nó cứ smart nâng chụp bốn màu để có thuê ca nâng côn chụp bốn nâng prạc cầm rãi cầm bảo màu và A nâng cứ nè parameter bây giờ thằng lớn nè W nâng cứ prạc bò thằng parameter nâng dư dô màu prạc nè chẳng viên nâng return viên nâng côn chụp bốn màu côn nâng prạc cầm rãi cầm bảo màu return trên đảm bờ thầy quỳnh okay và chương nơi khnông ấy nơi khnông employee nè trong employee cụ ai cụ nó bằng cách nơi mineta p đại dương bằng cách employee employee nó cứ từ tua mà đọc thì people miền tiền từ tua tiền ấy kế từ tua tiền method nó phong đại nè chắc p để biết từ tua do mà nâng vì do mặt này vì giờ mà chân này nè không tập trung xe nè không cả này employee ủi họ tha bởi sân dưỡng bậc lập thuê cá kênh miên cắt phôn đọc bịa rồi và thay em tên lưu bạc hai bậc quạt chẳng khu nâng dọc vía dọ máu khu tự xe chung mua vía nâng chung mua đôi khu nia chẳng nè lúc có khu ai xong ta copy vía máu các bạn đấy nè copy vía nè copy vía dọ máu bọc một càng cao này máu ok và còn tại tha về đại copy mà nó cứ lục kro nàng đỏ mình đã bốc và thay mình thay cái cặp vốn mình thay đỏ mình đấy chứng vốn đỏ kia rồi thời giờ prạ cầm rái không mình thay chuẩn vốn máu sẽ đọc để có thứ cá côn chuẩn vốn đang prạ cầm rái không bằng máu hái côn chuẩn vốn đang vốn đỏ kia rồi chứ vốn đỏ kia rồi sơn chợt mùi mình đấy và côn sơn chợt mùi chúng mình tha lục rú ban do cả amethyst đại vi từ tua mà nắng đã inherit vì class people này base class people này từ tua do mà nó cứ vì do mà này do mà từ xe lang vinh do mà từ xe lang vinh ok và chúng nơi bên này cứ lục rú nàng nơi không employee này cứ cú ai bật time kẹt đằng nia đó cú chọn bộ bật time anh ấy cứ object employee bao dương đấy và cú ai bật cả mấy mũi tiết các bạn đấy nè bật cả mấy mũi tiết đào được cú sẽ tha employee nè employee dot ai kể rồi bật cả employee chẳng mỏ nè cú chọn bật cả object mấy mũi tiết của ta emp mùi nè mà nâng new employee nè
bạn ok bạn chắc có CEMP mùi dot t salary nè bạn record của anh print bên lưu console cho mong tới nè cứ xe console dot write line cứ xe EMP mùi dot t salary này anh hai mẹ tuần mọc ở bán nè chẳng vẹt ưu thả ra cụ bà châu bạc cầm đáy không mà mang bọc quát đọc đô la oh sorry chúng luôn mang được quát với cứ đọc màu bạc cầm đáy không mà mang bọc quát cứ pram chơi của mùi đô la nè pram chơi của mùi đô la ok và chẳng khu ai chơi control F pram mới nè hà sắp chơi buồn hà sắp chơi buồn nè bà sân chìa lúc rưu thư ca create nơi object mùi tiệt trên p people chứng của xe people dot emp p small nâng new people nè và hai và của anh đặt xong mê khá lắm hai emp nó cũng print với lực cập sổ cho bọn tất CW console right line khu how object tp nâng dot ek t salary khu nâng bo chúng luôn mong đại bậc lực thu cá đọc mong được khỉa được lửa đá bạc cầm đáy không mong pram chơi của mùi tờ là được khỉa nè và bất kể khu trái chơi control F pram nè và trước bật sân chỉ dương how nâng nông ek nó không employee như cái object trên bị employee cứ viên là ta chạp do method đại ban do mặc cài nó không class employee bởi dưỡng này đại bộ phần time phân rồi có mình bộ mình cắt phân mình cắt phân đọc hiểu rồi cho nên là hạ sập trạch buồn nè và tái bà sân chỉ dương create object nâng trên bị class people nè cứ object nâng viết tư access method down method down nó không class people nè nó class people nè đó nè và chừng hình này kì chia lạc nạng mũi rồi bỏ polymorphism ok và mũi tiết dương ai bằng cách nơi và anh ấy riêng thẩm thì mới giải hai thứ chia là cái nào của anh nói bị đặt ha polymorphism nè polymorphism là cái nào mối tiết cứ lực ru ai thuê ca create object mối tiết này cái object mối tiết chúng ta đại create trên cái people này create trên cái people emp 7 man new way kế new people nè new people nè của trong tiếp thiệp ok và hai và anh ấy cũng create mình hao nhé anh ấy cũng ai create nơi EMP 7 cái này anh ấy cũng có cái constructor này cụ năng construct object EMP 7 nó chênh bị employee vậy ban này ban nè mình này thả phê để dương bậc cá chia people tại nó phê để dương initialize constructor ai viết dương initialize bị employee anh nắng ban quá tiếp thiết đôi dương bậc cá phải bỏ mới chia chỉ integer chẳng in x nè tại đồng lại để bỏ áo cứ rồi mà thầy đại vị trí bài thông ra integer và store ban thông chuyên năng rồi coi những ai bật ca phải bỏ x nắng chia double chứng cái này x double vì ai store lấy code lấy thu thập hiện mà nè và chứng những ai assign lấy code ở phía có ba đây assign lấy code ở phía có ba đây nè và được nhé dương bật ca object nắng chia people nè p để dương initialize constructor ở phía
dương anh ấy thầm employee ở viết các bạn này, của employee với cái chia chấm này mỗi là bao people, rồi nè, còn tại dương ai thuộc bạn đi bạn này, họ tha dương create object nâng chia employee, nè, chia employee, employee EMP buồn thì chúng ta thì họ, hái dương construct via change p class people, change p class people, nè. Thật ra vì ai ớt vì ai ớt nè, vì bố class people chỉ class bố thông chương employee nè, vì đôi chỉ dương cầm nọt ếch chìa integer đại store lấy cột sắp đẹp bê thì dương assign đầm lại ai viết dương assign lấy tu sắp phía ai viết nè, nè kênh error được nè đó nè và chấn dương create object nâng chỉ employee và tái bê thì dương construct nè, constructor ai viết dưới construct people ở việt từ vinh nè bạn chứng chạm trái thòng năng tịch nè ok chứng cú ai create employee bảy nè object bảy nâng trên p people hỏi cú construct thầm employee ở việt các bạn đứa có mũi tiết cú ai create trên p people employee buồn này chẳng máu hỏi bạn này cú ai đặt create people change people change people và people change people hai mũi tiết cứ people change be employee change be employee EMP là employee và hai create change be people này cụ chọn print window console tất cả là tập hợp bây giờ mày nè cụ print EMP 7 đòi khu 2 nơi mê tốt thi salary nâng hai đây khu nó bỏ tầm đáy đối môn chăng bỏ tầm đáy đối môn chăng nè ok bạn bạn có hỏi khu bằng ca thay hay hỏi khu bài bằng ca thì khu kiếp thiếp bạc phí đi bóng á employee phí nâng employee 7 chạy tầm đoàn của bạn đây nè và tôi mà tiết hỏi khu về đây khu construct nơi constructor ấy viết khu ọt construct people định muốn này cũng construct thầm employee nè chứng thả tá viên nâng tới chạm dọc à thi salary phí nà nè thi salary phí nà ok bạn chứng cũng bỏ chung vào đây máu EMP 7 dot nè thi salary ok bạn cắt viết sẵn và cụ thể sẽ call lại chứ cụ sẽ đọc bài print lực số CW tab tab và hai cụ sẽ EMP 7 dot T salary nè bỏ phụ mãn chụp phụ mãn được bắt phụ cá đọc màu định môn chấn bạc cầm bạch không máu bạc chân phụ mũi tự lạ đôi môn đại ok bật bụng chọn thay mũi tiền nè ok chấn à phí nè cụ chọn việc thiết bạc phí nè cụ bằng cách object nâng chân bị people hay cụ ban initialize constructor change with people năng đại hay cụ hàng method thi xa rì tòm tiết cụ create object mùi tiết change with class people và tái cụ initialize change with constructor change with employee nè hay cụ hàng đơn method tạm dạy object tị bày mùi nâng thi xa rì dòng hòa thật ta là tập hòa bị chân dòng bệnh là tập hòa bị chân dòng bệnh ok và dạ chẳng dừng mơ tại lật tập hợp trong khối nè anh đi lật tập hợp thì mùi lật tập hợp thì pi dừng mơ tại lật tập hợp thì bay lật tập hợp thì buồn mà này nè bạn à thì mùi thì pin là bay cùng ai ở chỗ lắm của anh bật viết của bạn này nè anh tha control k control c là bay cùng bật viết cháu dừng cho anh khơi tại ấy khơi tại dù trong bắt đầu từ lơ tại thi salary total salary của dừng dây đã tôn chúng mình đang mệt tốt của dừng dây pi polymorphism này nè bạn ở xong rồi xong tôi dừng dây pi polymorphism nó thở ấy đó chứ cụ chơi control F brand là bài start project nắng bạn như khơi mới mấy khơi tầm lại khơi hai và mũi đôi khi này chẳng nè việc cua tại bờ sân chia people ở toàn bộ phần đọc rồi mà nè employee bạn bộ phần đọc rồi
nè dư kể trên phí class employee bạn bộ phân đọc phía rồi hãy đến bạn chia vì ở miền mẹ bộ phân này cắt phân đọc phía rồi hãy bạn chia không cả nếu vì ở miền bạn cắt phân đọc phía rồi từ lờ object bị bày bởi dương nè đại dương construct nợ employee ở viên này nè hả ta vì miền bánh hạt nè bộ phân thời chám nè nơi phê đại dương bằng cắt nơi method nãy bây giờ bật cái method cứ method càng lớn nè method đã dùng những do vi một para đặc nạ polymorphism nè nè cứ method này trong class people này vi override từ lơ method trong class employee nó vi override rồi nè chẳng bao tuổi chỉ dùng bằng cái object trên pi class people hai dương construct nơi constructor trên pi employee nơi cả đói cứ method càng lớn vì override từ lơ method càng crowd này tỏa nế và vì override từ lơ method càng crowd chứ dương ọt trong ai method nơi không base class override từ lơ method nơi không derived class method trong derived class với dương nè cứ đầm rớt ở dương thờ ca đặt nơi keyword mùi sắp đặt được nông base class method nâng cư dương thờ ca đặt tha virtual dương thờ keyword mùi chú tha virtual nế và chân của anh đặt nô đặt tha with virtual keyword nế with virtual keyword hai nơi non derived class method để dựng được xe làm với nó dựng thử đặt override dựng đặt keyword override chứ cụ node và time đặt tha with override keyword nè override keyword chứ cái này dựng cập nhật bạch này bà sân chia dương này create object trên bì base class hai dương ảnh nít slide nơi constructor là bọc base class nè constructor là bọc base class thì salary này cứ bia chia là bọc base class nè bọn ta bà tôi chỉ dương create object trên bì base class bọn ta dương ảnh nít slide constructor robot derived class nè thì salary nâng method nâng cư viên nâng dọc chênh pi ấy chênh pi derived class bao giờ nè chênh cư ai chênh control ai brand bây giờ chênh bao giờ nè dì khi lật tập hòa lưu khóc nè bà lật tập hòa viên ở đội môn nè nè vì môn method nâng nóng base class vì override tên lờ method nâng derived class đó nè chứng dư thực đặt thực cả đặt keyword dư thực cả đặt keyword virtual nực nông method about base class hay năng override nực nông method about derived class tới nè phía dương create object trên phía base class đại dương initialize constructor phía base class ấy method này cứ chỉ method about base class bà sân chỉ dương kịch object trên phía base class cả đó về dương initialize nơi constructor rồi có construct nơi constructor rồi bỏ derived class method nó cứ ví dụ trên phía derived class bỏ dương nè chứng lạc nạ tiếng ốc ní dương hai thai chỉ lạc nạ polymorphism mình này thà dương dốc method robot base class dự tới override lang vinh dự tới sase lang vinh vì ta kẹn ở nia salary được nia còn thả muối kẹn ở nia prakha đại ở toàn đọ pon tế bớt sân chỉ people tại bớt sân chỉ employee cả kẹn ở nia từ lớp prakha nó cứ miền cả đọ pon này chẳng tới đọ phía rồi chẳng tới ok và to chân cái này cũng bằng hai phần nắng nè tiệm tông chỉ muối nắng
dừng chế bánh mấy cứ dừng chế vì property and encapsulation đây là vì hàng lớn ấy của ban ưu tiên hoa lập ở tết rồi xa tại dưới ban như vậy khi rồi một hỡi nè vậy khi rồi một hỡi nước non session muôn muôn nè hầu vậy thì cứ trong đào trở ra cứ từ lơ và từ lơ inheritance từ lơ polymorphism nè nè inheritance cứ dùng trong sầm đại từ lơ chia cả t là mở rộng đó âm p base class từ out derived class hay mở rộng đó đại t nên cứ dùng trong sầm đại từ lơ field từ lơ method nè hay polymorphism cứ dùng trong sầm đại từ lơ k để dùng từ tua do nơi method nè p base class nè do mau override lần mình do mau override lần mình nè và ok và cho phần bốn ai thưa ca nó vót nè từ lưu ở quay được của ban của hãng nè đẹp tôn chỉ mùi năng ca bằng ca nơi base class ca bằng ca nơi derived class nè hay năng dương như dây ất bật thám đẹp tôn bởi lạc nạp polymorphism nè cứ dương đặt prapran the keyword virtual xâm rạp method được nóng base class hay năng dương prapran the keyword override xâm rạp method được nóng derived class bởi dương hay dùng thuộc ca create nơi object trên âm phí base class construct nơi constructor rồi bỏ base class riêng thiệp cho mùi nâng kết object trên phí base class và tái dùng construct nơi constructor trên phí derived class rồi bỏ dùng nè ok bạn ok chân ngày này cùng một hai phần nâng cũng chẳng dùng nâng chụp nhìn nơi session cả tiền nâng.